Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Tú xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú vị, tiếp tục chương trình Thượng Trang thì hôm nay Đại Tú đến ở đây thuộc địa phận của xã Tà Đảnh, huyện Di Tôn, tỉnh An Giang thì tới Thượng Trang cho nhà bà cô ha. Và mời quý chúng ta cùng chương trình Thượng Trang. Cái một của mai thấy nhà ở bên cạnh ở nhà con.
Cái ăn gà. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thấy nó được chơi bắn 4 con rồi đó. Nó chứng lắm rồi đó. Dạ, à, nó chạy chứ thôi. Thịt cũng bập nhuyễn luôn á. Tao bọc thịt nhỏ khỏi để luôn. Hôm nay cũng giống như hình nhà mình mà nói vậy á bà. Nè, hình này nè. Cái hình này nè là mặc hai lần nè. Thì cái áo mà nó này nè. Một cái áo không nhớ. Ủa? Tóc ngang. Cái này tắm trên đó của mình nó không giống chứ nó là giống gò nó nặng bới đầu tóc rồi kêu nó dành nội chứ chứ làm gì đâu. Rồi thì có mấy cái bát cho cái đó này. Dạ.
Rồi, Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị, thì quay tượng trang cho cô bác mình coi đến đây xin tạm dừng nha. Cảm ơn mọi người đã coi chương trình, thì tôi xin kính chào và hẹn gặp lại. Nam Mô Đà Phật.